Trường 21, Nữ Hoàng Thị Phi 21, phim của Minh Thù và Kim Ngung đều được dự kiến phát sóng vào khung giờ vàng của kỳ nghỉ đông. Kim Ngung đã sớm làm các hoạt động quảng bá phim, kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cũng được rất nhiều người quan tâm, lại thêm có diễn viên nổi tiếng tham gia, phim chưa chiếu mà đã giành được sự yêu thích và mong đợi của mọi người. Còn bên Minh Thù, từ lúc khởi quay cho đến bây giờ sắp phát sóng vẫn chưa bắt đầu tuyên truyền, nhân viên công ty không biết tổng tài nhà họ nghĩ gì, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Đến lúc mọi người đều sốt ruột đến mức cực hạn, Weibo chính thức của phim Phiếu Miểu Sơn Trang đột nhiên chia sẻ một trailer, đặc biệt chú thích đây là bộ phim đầu tay của nữ diễn viên thủ vai chính trong Phiếu Miểu Sơn Trang. Ban đầu, khi đoàn làm phim Phiếu Miểu Sơn Trang tuyển chọn nữ chính là một diễn viên mới, một diễn viên chưa có một tác phẩm nào mà lại được chọn vào làm nữ chính khiến cho không ít người ngạc nhiên sửng sốt. Thế mà bây giờ lại xuất hiện một đoạn trailer, nói đó là phim mà cô ấy đã đóng, vô số người ùa vào trang chủ phát trêu lơ bên dưới là Weibo chính thức của phim truyền hình Ngự Phượng Lục. Đại đa số dân mạng đều cảm thấy mờ mịt, có bộ phim truyền hình này sao? Sao lại chưa nghe thấy bao giờ vậy? Đại đa số bình luận của mọi người đều mong hy vọng có người giải đáp. Chờ lượng dân mạng xem xong trêu lơ yêu cầu được giải đáp tăng vọt, rất nhanh sau đó có người lập tức xuất hiện phổ cập kiến thức về bộ phim này. Một hát blogger đưa ra giải thích, Ngự Phượng Lục được cải biên từ tiểu thuyết giải tập Đế hậu vô cương của nhà văn Thanh Thủy Vô Uyên ở một diễn đàn nào đó nhưng vì lý do chờ viết tiếp nên trong diễn đàn quyền tiểu thuyết này cũng không phải quá nổi trên bảng xếp hạng cũng không thấy trời sinh vưu vật xem trêu lơ cảm thấy là quay rất có tâm không biết cả bộ phim có quay có tâm thế này không nữa có gió đột kích tôi biết tác giả thanh thủy vô uyên trước kia cô ấy có viết một bộ tiểu thuyết nhưng mà ngưng giữa chừng thế nhưng cốt chuyện cực kỳ thú vị đế hậu vô cương thì tôi chưa xem bởi vì tôi không thích tiểu thuyết cung đấu cho lắm nếu là chuyển thể tiểu thuyết của cô ấy thì kiểu gì cũng phải xem đáng chờ đợi sau vài ba cái phổ cập kiểu này, đa phần dân mạng cũng biết được thông tin cơ bản về phim truyền hình đó. Phim về đề tài cung đấu, chuyển thể từ tiểu thuyết do công ty giải trí tinh quang sản xuất, được đạo diễn bởi một vị nổi tiếng nào đó. Tác giả bản gốc tuy không phải rất nổi tiếng nhưng lối hành văn rất tốt. Biên kịch là một vị nào đó, nữ chính của phim là nữ chính của phiếu miểu Sơn Trang, nam chính là một nam minh tinh của giải trí tinh quang. Các công ty giải trí đều muốn có các tiểu thuyết nổi tiếng, luôn muốn đem tất cả các tiểu thuyết nổi tiếng thu nạp về công ty mình thời điểm này công ty giải trí tinh quang lại chọn một tiểu thuyết không tiếng tăm gì để quay phim khiến người trong giới đều bày tỏ không xem trọng nhưng mà minh thù lại nghĩ những người này hết sức nông cạn trước kia tiểu thuyết còn chưa nổi tiếng như thế này phim truyền hình sao lại nổi tiếng đến thế dựa vào cốt truyện và tình tiết chứ không phải dựa vào sự nổi tiếng của tiểu thuyết và sự nổi tiếng của diễn viên một bộ phim truyền hình tốt chắc chắn sẽ nổi danh là kim cương thì kiểu gì cũng sẽ tỏa sáng so với các phim cung đấu hiện giờ cho dù là bối cảnh trang phục hay lối trang điểm của diễn viên trong trêu lơ ngự phượng lục tuy rằng không đạt đến trình độ diễm lệ trói mắt nhưng vẫn có thể làm cho mọi người kinh ngạc mà đạo diễn phiếu miểu sơn trang là ai không sợ cường quyền chỉ làm phim hay chia sẻ công khai trêu lơ như vậy nhất định phải được đạo diễn cho phép điều này có nghĩa là đạo diễn cũng công nhận bộ phim truyền hình này đại đa số dân mạng cũng bắt đầu mong đợi Trêu lơ vừa ra, Minh Thủ huy động nhân viên công ty bắt đầu chính thức tuyên truyền. Có đoàn phim phiếu Miểu Sơn Trang dẫn đầu làm công tác tuyên truyền, đến lúc này tuyên truyền sẽ không vất vả như vậy nhưng Minh Thủ dường như là không muốn tuyên truyền tận lực, giữ sự thần bí cho bộ phim, muốn kích thích sự tò mò của khán giả. Đến thời điểm phát sóng, độ nóng của Ngự Phượng Lục cùng phim của giải trí Kim Ngung, bên kia cũng không chênh lệch lắm. Bên giải trí Kim Ngung đã tiết lộ gần như hết thông tin, nhưng bên này của Minh Thủ chỉ biết được một góc nhỏ. Bắt đầu phát sóng cùng một ngày, cùng phát trong khung giờ vàng 8 giờ tối. Kênh phát sóng phim của Minh Thủ không tốt bằng Kim Ngung, mới bắt đầu chiếu có đôi chút yếu thế, nhưng sau khi phát sóng 20 phút rating bắt đầu tăng lên, kết thúc tập 1 đã ngang hàng với Kim Ngung. Nhưng bắt đầu tập thứ 2, rating tăng vọt bỏ Kim Ngung ở phía sau. Cốt truyện hay, diễn xuất của diễn viên trong Ngự Phượng Lục không phải là không có chỗ chê, tuy nhiên so với việc khoe cách diễn xuất thái quá của các diễn viên trẻ thì tốt hơn gấp ngàn lần. Kết hợp với khung cảnh khác biệt rất nhiều so với các bộ phim cung đấu trước kia khiến cho mọi người vô cùng thích thú đạo diễn sử dụng kỹ thuật quay xuất sắc khiến cho những nhược điểm của diễn viên được che đi khéo léo cả tổng thể bộ phim đều đem đến cảm giác rất tự nhiên thoải mái chính xác như lời minh thủ nói bộ phim truyền hình này đúng là một bộ phim làm nên bất ngờ mấy ngày tiếp theo ngự phượng lục vẫn tiếp tục vượt qua phim của bên kim ngung không ngừng lập kỷ lục về rating lời khen ngợi như thủy triều vọt tới những người bình luận ban đầu không coi trọng bộ phim truyền hình này đã tự xóa bỏ bình luận chuyển sang khen ngợi tới tấp mà nữ chính của ngự phượng lục bỗng nhiên nổi tiếng phim phiếu miểu sơn trang nhân cơ hội này tung ra poster của phim nữ chính đang được chú ý của phiếu miểu sơn trang tạo hình trên poster là một cô gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu lanh lợi hoạt bát hoàn toàn phù hợp với hình tượng của nữ chính trong phiếu miểu sơn trang phim truyền hình của kim ngung thất bại nặng nề vốn định chờ đến đợt phim Tết giành lại thế thắng nhưng mà bên giải trí tinh quang, lại không có phim nào chiếu dịp đó. Ngươi muốn đấu với người ta, người ta lại không thèm đấu với ngươi, có tức không? Minh thủ đánh một quyền đẹp mắt khắc phục được khó khăn, người trong giới giải trí tự nhiên không dám xem thường cô gái nhỏ này nữa. Dưới sự chèn ép của lệ thiếu nam cô có thể âm thầm chuẩn bị lâu như vậy, tính nhẫn nại này, này không phải người bình thường nào cũng có được. Niệm niệm, chúc mừng em. Minh thủ xuống lầu thấy Khương Tầm ngồi một mình ở phòng khách, Cô chuyển hướng nhìn qua nhà ăn, mẹ cô không có ở đây, ba mẹ ra nước ngoài rồi. Khương Tầm không chờ Minh Thù hỏi, trực tiếp giải thích. Sự việc tỏ tình ngày đó, hắn giống như là đã quên đi, ở nhà chạm mặt cô cũng không thấy hắn lúng túng. Khương Tầm cũng không xấu hổ, Minh Thù là người từ nơi khác đến lại, càng không xấu hổ, cô dựa vào lan can đi xuống lầu, thím Chu đâu? Mẹ ra nước ngoài, chắc không đem theo thím Chu đi nấu ăn đâu nhỉ? Trong nhà thím Chu có chuyện, xin nghỉ rồi, nghỉ bao lâu? Minh Thù cầm táo trên bàn cắn một miếng, không có thím chu thì ai làm cơm. Chắc là khoảng vài ngày, gần đây anh không bận gì, em muốn ăn gì cứ nói anh biết là được. Đây là cái gì? Minh Thù chỉ vào nén hương đã cháy hơn phân nửa trên bàn. Để thư giãn đây mà. Khương Tầm tỏ ra hết sức bình thường, gần đây tinh thần anh không được tốt nên nhờ người mua về. Minh Thù cầm táo lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía cửa chính, sau đó lập tức chạy ra phía cửa chính. Cửa chính bị khóa. Minh Thù quay đầu lại, khương tầm từ trên ghế đứng dậy ánh mắt thâm trầm nhìn cô sự điên cuồng từ trong lòng hắn cuồn cuộn dâng trào khỉ thật biết ngay là hắn ta có mưu đồ không tốt minh thù từ bỏ việc mở cửa dựa cửa cắn vài miếng táo anh muốn làm gì giam giữ em niệm niệm trên mặt khương tầm có chút khổ sở trong giọng nói có vài phần chua sót vì sao em không thích anh anh có gì không tốt em nói anh biết anh thay đổi được không em không thích anh thích em anh có thể thay đổi sao Ô là người từ chỗ khác đến, cái từ thích này không thể chịu đựng nổi. Niệm niệm, đừng ép anh. Khương tầm dường như đang kiềm chế cái gì đó. Ánh mắt Minh thủ nhìn vào nén hương sắp cháy hết. Trên khóe miệng ẩn hiện nụ cười, em ép anh đấy thì sao? Trường 22, Nữ Hoàng Thị Phi, 22. Minh thủ nhìn chiếc còng trên tay mình, trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng là người có tiền có khác, đến thứ đạo cụ này của công an cũng có nữa. Cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ càng ngày càng hẻo lánh cô không biết Khương Tầm muốn đưa mình đi đâu. Hương kia chắc là một loại có thuốc mê, người nhiều có thể khiến người nhũn ra không có sức lực. Trong lòng Minh Thù hết sức bình tĩnh, thậm chí cô còn có ý nghĩ muốn ăn một cái gì đó. Niệm niệm, em có thể cho anh một cơ hội không? Ánh mắt Khương Tầm nhìn thẳng phía trước, giọng nói mang theo chút khẩn cầu. Khương Tầm cũng không muốn đối xử như vậy với cô, nhưng vì bị cô từ chối nên hắn không khống chế được. Minh Thù ngồi trên ghế phụ mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng nói của Khương Tầm, Cô xoay đầu lại, anh trai à, trên đời này thiếu gì những cô gái tốt, anh đâu nhất thiết cứ phải thích một mình em. Chẫm thật sự không phải người mà ngươi có thể thích. Trên mu bàn tay Khương Tầm nổi đầy gân xanh, hắn đang hết sức kiềm chế dục vọng trong cơ thể, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chìm trong ký ức, em có còn nhớ lúc còn nhỏ, em như cục bột trắng đáng yêu, giọng nói trong trẻo luôn miệng gọi anh, anh ơi, anh ơi. Những chuyện Khương Tầm nói, trong trí nhớ của nguyên chủ Minh Thù hầu như là không tìm thấy, có lẽ lúc đó nguyên chủ còn quá nhỏ nên đã sớm quên mất những chuyện đó rồi. Thế nhưng Khương Tầm lại nhớ rất rõ. Thật là đáng sợ. Mau cho chấm nửa ký đồ ăn vặt để bình tĩnh lại nào. Không biết tại sao, sau khi lên cấp 2 em bắt đầu xa cách anh, luôn luôn cãi nhau với anh. Sắc mặt Khương Tầm đầy vẻ đau khổ, anh không muốn cãi nhau với em. Thế nhưng mỗi lần em gặp anh, em đều tỏ ra lạnh nhạt với anh. Niệm niệm, em có biết anh đau khổ đến chừng nào không? Minh thù nghịch nghịch chiếc còng tay, mái tóc rũ xuống che khuất mặt cô, cô chậm rãi nói, bởi vì anh quản quá nhiều. Từ sau khi nguyên chủ lên cấp 2, Khương Tầm quản đông quản tây. Ngay cả cô kết bạn với ai, đi chỗ nào, ăn cái gì hắn cũng đều muốn quản. Mười mấy tuổi là thời điểm bắt đầu nổi loạn, đến bố mẹ cũng không hề quản cô như vậy. Hơn nữa, đúng lúc cô biết Khương Tầm, không phải anh ruột của mình mà lại đòi quản cô như thế, cô sao có thể không nổi giận cơ chứ? Khương Tầm ngập ngừng một chút nói, anh chỉ không muốn em bị người ngoài tổn thương, Minh thủ cong môi, cho nên anh mới mất đi cô em gái thân yêu của mình. Két, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Xe đột nhiên dừng lại, cả người Minh thủ chúi về phía trước, rồi lại bị dây an toàn lôi lại khiến cho đầu cô bị đập đau đến choáng váng. Vai Minh thủ bị một bàn tay ấn xuống, hơi thở quen thuộc bao phủ xung quanh, niệm niệm, anh sẽ không để đánh mất em. Anh đã đánh mất rồi. Minh thủ lắc lắc đầu, cô cảm thấy thật choáng váng. Sẽ không. Ánh mắt Khương Tầm kiên định, đáy mắt dâng lên sự điên cuồng. Khương Tầm buông Minh Thù ra, tiếp tục nổ máy, hắn tuyệt đối sẽ không đánh mất cô. Thuốc mê còn chưa hết tác dụng, Minh Thù chỉ có thể mềm nhũn vùi mình trên ghế phụ, cảm nhận luồng khí giận dữ tỏa ra từ người bên cạnh. Cô bị đưa đến một căn biệt thự ở thành phố Lân Cận, nơi này được bày trí theo sở thích của nguyên chủ nhưng cả cửa sổ và cửa lớn của biệt thự đều là hàng công nghệ cao, phải dùng vân tay mới mở được khóa. Nhiệm Nhiệm ngoan, sau này em sẽ sống ở đây, sẽ không có ai làm phiền đến chúng ta. Trên mặt Khương Tầm hiện ra vài phần vui sướng, toàn bộ trong ngôi nhà. Này đều là anh tự tay bày trí, em có thích không? Khương Tầm sẽ cùng Niệm Niệm của mình mãi mãi ở nơi này, Niệm Niệm sẽ mãi mãi thuộc về hắn. Hắn tin tưởng một ngày nào đó Niệm Niệm sẽ thích hắn, tiếp nhận hắn. Em hơi đói. Minh Thủ với bộ dạng bình chân như vậy, khẽ lên tiếng. Ánh mắt Khương Tầm sáng lên, anh sẽ đi làm đồ ăn cho em. Niệm Niệm yên chờ anh, đừng chạy nha, không là anh sẽ giận đó. Minh Thù mỉm cười, sau đó ngã vào ghế sofa giả chết. Ngươi phải để chấm ăn no chứ, không ăn no, chấm lấy đâu ra sức mà chạy. Hành động ngoan ngoãn, thuận theo của Minh Thù làm ánh mắt Khương Tầm dịu dàng trở lại, ngập tràn yêu thương, hắn không cần phải che giấu tình yêu của mình với cô nữa. Khương Tầm nhanh chóng nấu xong thức ăn, hắn bưng đến trước mặt Minh Thù, nửa quỳ trước ghế sofa, niệm niệm, anh đút em ăn nhé. Minh Thù ngồi dậy, giật lấy chén đũa trong tay Khương Tầm, đừng quấy giày em ăn, tránh ra, khương tầm cảm giác sự tồn tại của mình còn không quan trọng bằng đồ ăn minh thù ăn uống no nê cạch một tiếng đặt chén lên bàn còng tay cũng theo đó mà rơi ra khuôn mặt dịu dàng của khương tầm đột nhiên trầm xuống nhiệt độ trong không khí dường như cũng lạnh lẽo vài phần tình hình có chút căng thẳng minh thù cười cười đeo lại còng tay anh à cái này chất lượng kém quá lần sau nhớ mua loại tốt hơn nhá loại vàng nạm kim cương thì càng tốt niệm niệm thích như vậy sao giọng nói của khương tầm trầm thấp có chút nguy hiểm thích có thể đổi được rất nhiều đồ ăn vặt anh sẽ đi đặt cho niệm niệm một cái giọng nói của khương tầm lại dịu dàng trở lại minh thù cười híp mắt sau đó lại vùi mình vào ghế sofa không đếm xỉa đến khương tầm khương tầm đứng bên cạnh một lúc rồi thu dọn chén đũa đi vào bếp minh thù cứ như vậy bị sắp đặt ở lại biệt thự cô vẫn có thể xem tin tức trên tv nhưng không được dùng di động vào máy vi tính cô không ngờ là khương tầm đặt là một chiếc còng tay bằng vàng nạm kim cương thật mang về, có điều hắn không đeo vào tay cô. Đêm đó Minh Thù dùng cách vờ chạy trốn cuối cùng, cũng khiến hắn đeo chiếc còng đó vào tay mình. Niệm niệm, sao em lại không nghe lời thế chứ? Khương tầm còng tay Minh Thù trên giường, ánh mắt rất thất vọng, anh tốt với em như vậy, vì sao em lại muốn rời khỏi anh? Lui ra đi, chẳng muốn đi ngủ. Minh Thù ra lệnh như một vị hoàng đế. Niệm niệm, Khương tầm đột nhiên cúi người, tay ôm lấy mặt Minh Thù, trong đáy mắt hắn, dục vọng muốn chiếm hữu điên cuồng nổi lên, em là của anh, em không thể rời khỏi anh. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào đáy mắt Minh Thù, vỡ vụn thành vô số luồng sáng long lanh, chuyển động theo nụ cười của cô càng thêm say đắm lòng người, em muốn đi thì không ai ngăn cản được. Đột nhiên Minh Thù có chân, Khương Tầm theo bản năng nắm chặt chân cô. Thân thể Minh Thù lắc một cái, từ dưới thân hắn xoay người, chiếc còng trên tay cô rớt xuống, rắc một tiếng chiếc còng khóa trên tay Khương Tầm tay kia của Khương Tầm bắt lấy cô, Minh Thủ thuận thế nghiêng người về phía đầu giường, vươn về phía tay Khương Tầm, thành công còng luôn tay còn lại của hắn. Minh Thủ nhảy xuống giường, nhìn Khương Tầm dãy giụa. Khương Tầm không ngờ tới mình sẽ không phải là đối thủ của Minh Thủ. Niệm niệm. Khương Tầm dùng sức tháo còng tay ra nhưng cái còng này do chính hắn tự thiết kế, rất chắc chắn, rất khó mở. Niệm niệm, em muốn đi đâu? Đi xuống ăn cái gì đã? Minh Thủ không quay đầu lại, đáp. Phải dùng sức quả thật rất mệt. Khương Tầm. Khương Tầm dùng chìa khóa trên người mở cổng tay chạy xuống dưới. Cửa biệt thự bị mở toang, bên ngoài truyền đến tiếng khởi động ô tô. Hắn đuổi theo ra ngoài cổng biệt thự, cánh tay minh thủ đặt trên cửa sổ xe giống như đang chờ hắn đi ra. Cô vẫy vẫy tay với hắn, cười tủm tỉm nói, "Khương Tầm, hẹn không gặp lại." Xe lăn bánh ra khỏi biệt thự. Khương Tầm đứng im tại chỗ, tuyệt vọng gào lên, "Khương Niệm!" Qua kính chiếu hậu, minh thủ nhìn bóng dáng của Khương Tầm ánh đèn đường phác họa lên hình dáng cao lớn nhưng gầy gò của hắn. Ngón tay cô gõ gõ lên cửa xe, khóe miệng khẽ nhếch lên. Xe chạy càng ngày càng xa, khuất dần rồi chìm vào bóng đêm. Chương 23, Nữ hoàng thị phi hết. Trước khi rời đi, Minh Thù còn qua nhà Lệ Thiếu Nam đánh cho hắn một trận, đáng đời hắn trước kia hống hách với cô. Đằng nào thì cũng sắp rời khỏi rồi, không đánh thì thật là uổng phí. Ra khỏi nhà Lệ Thiếu Nam, Minh Thù cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, muốn được ăn cái gì đó để hồi sức ký chủ muốn quay về không gian hệ thống chứ ai nói với ngươi là trẫm muốn quay về trẫm không quay về cô trước khi đi còn đánh người ta một trận không phải là muốn về sao lẽ nào là nó hiểu sai rồi dĩ nhiên là hài hòa hiệu đã hiểu sai ý cô cô không nghĩ rằng cứ như vậy mà rời đi cô nói đi là muốn rời xa nơi này rời xa nơi có khương tầm cô tìm mua vé máy bay trong đêm đổi qua nhiều chặng bay sau đó thông qua dịch vụ làm giả chứng minh thư và hộ chiếu trên một tờ rơi cuối cùng cũng đặt chân đến một đất nước khác. Minh Thù nhìn đoàn người xa lạ. May mà lúc trước chẫm thông minh để lại một chút tiền, dựa thêm khuôn mặt xinh đẹp của chẫm, ăn khắp thế giới cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tiếc chiếc còng tay bằng vàng nạm kim cương kia quá. Minh Thù thỉnh thoảng cũng có quan tâm đến tin tức trong nước, Ninh Khả Thanh không ít lần đến nhà lệ thiếu nam làm loạn. Tình đầu của hắn tỏ ra cao quý rộng lượng bao nhiêu, Ninh Khả Thanh càng giống như một mụ đàn bà ghê gớm bấy nhiêu. Sau cùng, vì Ninh Khả Thanh ra tay đánh tình đầu của hắn nên đã chính thức chọc giận hắn. Ninh Khả Thanh mất đi lệ thiếu nam làm chỗ dựa, lại cộng thêm cô ta trong lòng chỉ toàn là oán hận nên sự nghiệp càng ngày càng thảm. Ninh Khả Thanh vì không muốn rời khỏi giới giải trí, để nhận được vai diễn cô ta tìm cách dây dưa với một số nhà đầu tư, nhưng chưa kịp tiến thân thì chuyện đã bị khui ra. Tin tức bê bối lan rộng, nhà đầu tư vì để bảo vệ bản thân nên đẩy Ninh Khả Thanh ra ngoài làm tấm chắn. Nghe nói cuối cùng Ninh Khả Thanh tự sát cũng có người nói bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cụ thể ra sao trên mạng cũng không ai chắc chắn. Về phần Khương Tầm, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm cô, cho nên mỗi một nơi minh thủ đi qua đều giống như đang đi chạy loạn, còn chưa ăn được một miếng đàng hoàng đã bị hắn tóm được. Khương Tầm bắt đầu chơi trò bao vây cô lập. Thân phận chẫm tôn quý như thế, người muốn cô lập là cô lập được sao? Không có vàng nạm kim cương, chẫm sẽ không đi. Chỉ cần Khương Tầm không quấy giày minh thủ lúc ăn thì cô hầu như là không để ý đến hắn, hắn đuổi thì cô chạy, không chạy được thì đánh. Nhưng Khương Tầm cứ dính lấy cô như keo, không tài nào dứt ra được. Thật là phiền phức, Minh thù quay đầu lại nhìn người đi theo luôn giữ một khoảng cách nhất định, trong lòng thở dài ngao ngán. Khương Niệm ơi là Khương Niệm, cô tạo nghiệt gì thế không biết, tự dưng lại chọc vào cái tên biến thái vừa đáng sợ lại vừa cố chấp này làm gì. Chẳng chỉ muốn yên bình ăn một bữa tử tế thôi, mà làm sao lại khó khăn đến vậy chứ. Cô xoay người quay lại, đứng trước mặt Khương Tầm, anh đừng đi theo em nữa anh cũng thử nhiều lần như vậy rồi còn chưa bỏ cuộc sao trò bao vây cô lập cô chơi đến phát ngán rồi không có tiết mục gì mới hơn sao chả có chút sáng tạo gì có thế mà cũng muốn theo đuổi người ta chả trách độc thân cả đời lần này nhất định là được khương tầm cố chấp nói thần kinh lần này anh muốn bắt em như thế nào khương tầm im lặng minh thủ đợi một lúc lâu vẫn không nghe được đáp án đoán chừng cái tên tâm thần này lại muốn làm chuyện động trời gì đây sự cố chấp của khương tầm đối với cô dường như đã ăn sâu đến tận xương tủy hắn nhất quyết phải có được cô mới cam tâm minh thù bỏ lại khương tầm chuẩn bị rời khỏi chỗ này đi tìm một nơi lý tưởng khác nhưng mà bi kịch thay lên máy bay cô lại gặp ngay khương tầm cô nghiến răng cười đợi xuống máy bay rồi sẽ tìm một nơi vắng người xử lý hắn thật là phiền phức quá phiền phức minh thù ngồi phía trước khương tầm mặc dù cách nhau bởi chiếc ghế nhưng minh thù vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt âm trầm của khương tầm như muốn bắt cô lại nhốt vào một nơi riêng biệt. Hắn đúng là bị tâm thần rồi, muốn chia cách chẫm với đồ ăn sao, nằm mơ. Máy bay cất cánh, tai cô có chút ong ong, đây là phản ứng bình thường. Nhưng có lẽ do thể chất của Khương Nghiệm mỗi lần lên máy bay, Minh Thù đều có cảm giác tai muốn điếc luôn. Cô có chút khó chịu vùi mình trong ghế, lơ đãng nhìn mây trắng bên ngoài. Người bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Minh Thù nghiêng đầu qua, chỉ thấy Khương Tầm và người kia đổi ghế, Hắn khom lưng đeo một cái chụp tai màu trắng lên tai cô, mím môi ngồi xuống thắt dây an toàn, ánh mắt nhìn về phía trước, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Minh Thủ vuốt vuốt cái chụp tai lông mềm đẩy ra một bên, nghiêng người quay sang Khương Tầm, anh nói cho em biết, anh thích em ở điểm nào? Chậm sẽ sửa. Không biết. Khương Tầm ngồi thẳng, ngữ khí hơi lạnh, thích đơn giản chỉ là thích. Minh Thủ mang lại chụp tai, một lát sau lại gỡ ra, anh đã xem phim viên đường cuối cùng chưa? Khương Tầm liếc mắt giống như muốn nhìn Minh Thù, nhưng hắn ngay lập tức lại nhìn thẳng, "Chưa xem. Trong phim đó có một nhân vật giống như anh vậy, cứ nhất quyết phải có được người không thích mình. Anh biết cuối cùng anh ta có kết cục thế nào không? Cuối cùng hắn bức chết người hắn thích, quãng đời còn lại không gặp được nữa." Ánh mắt Khương Tầm lóe lên một chút, kiên định nhìn xuống, "Anh sẽ không như thế." "Minh Thù, có điên mới tin anh." Minh Thù kéo mũ ở phía sau che cả đầu lại, nói chuyện với loại biến thái cố chấp này thì nói cỡ nào cũng không thông được. Minh thủ vừa định chợp mắt, máy bay đột nhiên lắc lư dữ dội, trong nháy mắt cơn buồn ngủ của cô tiêu tan. Trên máy bay có vài tiếng kêu, tiếp viên thông báo trên loa, do máy bay gặp phải khí lưu nên có chút sóc. Máy bay gặp phải khí lưu sóc này là chuyện rất bình thường nhưng hiện tại có chút bất thường. Anh sẽ không điên đến mức muốn khiến mọi người trên máy bay chôn cùng chúng ta chứ. Minh thủ kéo mũ xuống nhìn Khương Tầm ở bên cạnh. Khương Tầm cao mày, đừng nói bậy, anh sẽ không tổn thương em. Nhưng sao máy bay lại rơi xuống á à hành khách ở phía sau sợ hãi thét lên, tốc độ rơi xuống của máy bay cực nhanh giống như đột nhiên bị ai đó ném lên không trung. Máy bay rơi càng nhanh, tiếng hét bên trong càng trở nên dữ dội. Minh Thủ nắm chặt tay vị, nét mặt không mấy thay đổi. Chậm còn chưa ăn hết thế giới này mà đã phải chết thế này rồi sao? Đột nhiên Khương Tầm nghiêng người ôm lấy Minh Thủ nói, "Niệm Niệm, anh thích em." Đây là âm thanh cuối cùng Minh Thủ nghe được, đến khi tỉnh lại thì cô đã đứng trong một căn phòng đầy mây trắng. Đây là nơi mà lúc trước hệ thống kéo cô vào cô đã quay về rồi sao? Chẳng phải cô sẽ được dùng thân thể kia đến lúc chết sao? Trong quỹ đạo bình thường, tuổi của Khương Nghiệm chỉ đến ngày đó. Minh Thù. Tên lửa gạt. Một màn hình mây trắng bay đến trước mặt Minh Thù hiện vài dòng chữ. Họ tên, Minh Thù giá trị thù hận, 3.000 nhiệm. Vụ phụ, hoàn thành. Một mẫu tư liệu ngắn rất đơn giản. So với lúc cho cô xem giới thiệu về hệ thống thì cái này đúng là còn ngắn gọn hơn cả ngắn gọn. Minh Thù đưa tay cua cua trên màn hình màn hình mây trắng giống như mây mù tản ra, một lát sau lại xuất hiện một lần nữa bên cạnh cô. Đồ công nghệ cao cơ đấy. Khương tầm chết rồi sao? Minh thù đột nhiên hỏi. Chưa chết hài hòa hiệu trả lời. Nhưng mà hai chân hắn bị gãy, cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Ồ, Minh Thủ không hề tỏ ra là đang quan tâm đến tình trạng của Khương Tầm hỏi, không gian tiếp theo được ăn cái gì thế? mươi 24, đồng minh học sinh cá biệt một Tin đầu trong trường học con đường trở thành học sinh cá biệt của Lộc Manh được tu luyện như thế nào? Ầm ầm, sấm sét tựa hồ muốn xé toang bầu trời, tia chớp lóe lên trong đêm tối, lúc sáng lúc tối phản chiếu một dãy phòng học cũ nát như một dãy nhà ma. Một cô gái mặc đồng phục học sinh nằm trên mặt đất trong một phòng học nào đó. Cô yên lặng nằm ở nơi đó, không một tiếng động như một xác chết. Hạt mưa to, chừng hạt đậu đánh vào mặt kính cửa sổ, vang lên tiếng lộp độp. Cô gái đột nhiên động đậy, chậm rãi chống tay ngồi dậy, mê man nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, Đầu đau, ngực đau, chỗ nào cũng đau. Minh Thù ho vài tiếng, ngực giống như bị tảng đá lớn đè lên ngạt thở, rất khó chịu. Đến một lúc sau, cô mới cảm giác tốt hơn một chút. Minh Thù chật vật từ dưới đất bò dậy, ngồi vào cái ghế bên cạnh, chiếc ghế rắc lên một tiếng. Nơi này giống như một phòng học bị bỏ hoang, bàn ghế đều rất cũ nát, trên mặt đất còn có một vài đồ vật bẩn thỉu. Cái nơi quái quỷ gì vậy? Đây là một thế giới tiểu thuyết lấy trường học làm bối cảnh. Nữ chính giả tên Kim Vũ Kỳ xuyên sách đến thế giới này trong sách kim vũ kỳ là một nữ phụ ác độc bởi vì tranh giành đàn ông với nữ chính cuối cùng rơi vào cảnh tan cửa nát nhà xuyên sách đến đây kim vũ kỳ thể phải thay đổi kết cục này cho nên cô ta bắt đầu tranh giành nam chính với nữ chính vốn chỉ giành nam chính rồi xong ai ngờ kim vũ kỳ không chịu dừng tay các nam phụ cũng không buông tha cuối cùng cứ tiếp diễn như thế kim vũ kỳ thành công cùng mấy người đàn ông trải qua cuộc sống hạnh phúc không sai chính là kiểu một vợ nhiều chồng nguyên chủ tên là lộc manh là một học sinh xuất sắc hàng năm đều giành lấy vị trí đầu bảng của các học sinh xuất sắc của trường sở trường cũng giống như tên đáng yêu chết người ở trường cũng coi như có tiếng tăm vốn dĩ cô gái này cũng không có quan hệ gì với kim vũ kỳ thế nhưng trong những người đàn ông của kim vũ kỳ có một nam sinh là thanh mai trúc mã của nguyên chủ nguyên chủ rất thích người này mà trúc mã dường như cũng có ý với cô trước khi kim vũ kỳ xuất hiện quan hệ của nguyên chủ và trúc mã vẫn rất tốt thế nhưng sau khi Kim Vũ Kỳ xuất hiện, trong mắt Trúc Mã cũng không còn nguyên chủ nữa, còn nói là chỉ xem cô như em gái. Nguyên chủ vì để níu kéo Trúc Mã vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng mà Trúc Mã quyết tâm muốn cùng cô mỗi người một ngả. Kim Vũ Kỳ vì muốn đoạt được Trúc Mã, thường xuyên tỏ ra thân mật trước mặt nguyên chủ. Thấy nguyên chủ vẫn lưu luyến không buông, Kim Vũ Kỳ giả danh cậu bạn Trúc Mã, hẹn nguyên chủ đến dãy phòng học cũ nát rồi nhốt cô lại trong một căn phòng. Nguyên chủ ở một mình trong căn phòng tối, trời mưa rông bão, ngày hôm sau khi tìm được nguyên chủ thì cô đã mê man bất tỉnh. Sau khi đưa đến bệnh viện, nguyên chủ bắt đầu mê sảng, tinh thần hoảng hốt, không được bình thường, bác sĩ nói là do quá sợ hãi dẫn đến tâm lý không ổn định. Không bao lâu, nguyên chủ thừa dịp y tá không chú ý, nhảy lầu tự sát. Sau khi nguyên chủ tự sát, trúc mã kia cũng chỉ thương tâm vài ngày, sau đó cùng Kim Vũ Kỳ càng ngày càng thân mật. Hắn biết được Kim Vũ Kỳ, không chỉ có một người đàn ông là hắn nhưng hắn vẫn chấp nhận vì được Kim Vũ Kỳ, ngon ngọt thuyết phục. Tình huống chuyện lúc này có lẽ là lúc mà nguyên chủ bị Kim Vũ Kỳ lừa đến dãy phòng học cũ, rồi bị nhốt trong căn phòng bẩn thỉu này. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô ấy thấy có vài bóng đen bên ngoài phòng học giống như bóng ma, còn có nhiều âm thanh kỳ quái. Nguyên chủ vốn bị yếu tim, không chịu nổi kích thích cho nên đã bị dọa cho hoảng sợ mà ngất đi. Sau đó khi bị đưa đến bệnh viện, vì không quên được cảnh đáng sợ đó nên đã phát điên. Iz, mình thủ thở dài, sau khi tiếp thu toàn bộ câu chuyện, thật là một cô gái đáng thương. Nếu Kim Vũ Kỳ không xuất hiện thay đổi cốt truyện, nguyên chủ cũng sẽ không bị dọa đến điên, cũng sẽ không tự sát. Hát em em, chỗ nào có đồ ăn vậy, đói quá, thân thể này đã bị nhốt từ chiều, lúc tan học đến bây giờ, giờ chắc cũng nửa đêm rồi, bị nhốt lâu như vậy ai mà không đói chứ. Minh thủ quay đầu nhìn xung quanh, không có bất kỳ cái gì có thể ăn được. Cô đứng dậy khởi động tay chân, đi tới thử mở cửa. Dầm dầm. Cửa bị khóa từ bên ngoài, không thể mở ra được. Minh thủ nhìn qua cửa sổ, Cửa sổ của kiểu phòng học cũ không cao lắm nhưng có song sắt, trừ phi cô có 72 phép thần thông bằng không đừng hòng thoát ra ngoài. Minh Thù nhìn cửa sổ phòng ở bên kia, cửa sổ bên đó không có song sắt, nhưng đây là tầng 3 nhảy xuống không chết cũng tàn phế. Trời muốn diệt chẫm. Hai hòa hiệu này, lúc trước ngươi nói là có cái cửa hàng gì đó, có đồ gì để ta dùng được không? Minh Thù tựa vào bàn, mệt mỏi hỏi hệ thống. Xin lỗi, giá trị thù hận của ký chủ không đủ để mở cửa hàng, không thể cung cấp đạo cụ, giá trị thù hận đạt bao nhiêu mới có thể mở ra. Còn đặt ra cái này sao? Sao chấm không biết? Một triệu. Minh thù. Đồ lừa đảo, hình như chấm bị lừa rồi, phải làm sao giờ? Lúc trước nói ngon nói ngọt, có đạo cụ có thể dùng, giờ lại nói với chấm phải có một triệu điểm thù hận mới có thể mở ra. Giá trị thù hận của chấm mới có 3.000, chờ đến một quýt mới mở được à? Đến lúc đấy quýt có khi cũng hóa thạch mất rồi. Cái hệ thống lừa đảo này, không biết là do cái đứa não tàn nào phát minh ra nữa chậm phải kiện. Ký chủ nếu muốn khiếu nại, trước tiên mời viết xong nội dung khiếu nại số lượng từ phải trên 10.000 chữ, tôi sẽ thay ký chủ chuyển giao. Minh thù, hệ thống thật là có lương tâm đấy. 10.000 chữ, sao ngươi không đi chết đi, biết một chữ của chẫm bao nhiêu tiền không? Vô giá, vô giá có hiểu hay không? Chẫm không thèm đến đạo cụ của ngươi. Minh thù sắn tay áo đi tới bên cửa sổ, chuẩn bị trèo từ lầu ba xuống. Dựa vào khả năng của cô, dù cho nguyên chủ là cộng bún, Sức chiến đấu kém cỏi đi chăng nữa thì vẫn có thể nhảy xuống. Ừm, chắc là không có vấn đề gì đâu. Cùng lắm thì ngã chết, bớt ăn một không gian. Có chết cũng không phải cô chết, không sợ. Minh Thù tìm được một đường ống nước ở bên cạnh phòng học, cô đẩy cửa sổ ra. Nước mưa lẫn gió lạnh lập tức ùa vào táp lên người cô, bộ quần áo mỏng trong chốc lát đã ướt đẫm. Đưa tay vuốt mặt, Minh Thù đạp bệ cửa sổ, cẩn thận nắm lấy đường ống nước. Lúc này mưa rơi, đường ống rất trơn trượt hơn nữa thỉnh thoảng còn có tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu làm trái tim minh thù dường như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực khó khăn lắm mới xuống được minh thù nhanh chóng ôm ngực ổn định lại nhịp tim đang nhảy loạn xạ thỉnh thoảng sấm sét đánh xuống ánh sáng chiếu lên mặt của minh thù lúc sáng lúc tối ý cười trên khóe miệng cô lúc này trông như ác quỷ đòi mạng không có chết minh thù dầm mưa đi ra khỏi dãy phòng cũ mưa rơi càng ngày càng lớn tầm nhìn dường như đều bị màn mưa ngăn cách hoàn toàn không thấy rõ phía trước cô đói đến muốn xỉu, bước đi đều lắc lư lắc lư. Dầm, ngã rẽ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng đen tông vào minh thù. Cả người minh thù ngã xuống bụi cây bên cạnh, cái bóng đen kia giống như muốn kéo cô dậy, nhưng bởi vì bên này quanh năm không có ai đi qua, trên mặt đất đóng từng mảng rêu xanh, bóng đen kia cũng đứng không vững, té về phía minh thù. Đôi mắt minh thù hơi trợn lên, nhanh nhẹn nắm lấy thân cây bên cạnh giữ vững được cơ thể. Cái bóng đen kia thật xui xẻo va vào bụi cây rậm rạp, kêu lên một tiếng thất thanh. Minh Thủ tựa vào thân cây thở dốc, tim vừa bình ổn lại bắt đầu đập nhanh kinh hoàng. "Mẹ ơi, muốn hù chết chẫm rồi thừa hưởng đồ ăn của chẫm sao?" Chương 25: Đồng minh học sinh cá biệt 2. Cái bóng đen kia từ trong bụi cây rậm rạp đứng lên, mặc trên người đồng phục học sinh cũng giống cô, là một nam sinh. Ánh sáng quá mờ, Minh Thủ cũng không thấy rõ khuôn mặt cậu ta, nhưng cảm thấy người này cao hơn cô rất nhiều. Vào một đêm mưa to tầm tã, nữ sinh của một trường nào đó trong đêm gặp phải kẻ giết người điên cuồng chết tại nơi hoang vu đó là tiêu để trên trang nhất ngày mai minh thù soạn sẵn trong đầu ôi đói quá minh thù ôm bụng đi qua cậu bạn đó cậu ta đang rũ rũ quần áo bẩn thấy minh thù bỏ đi cậu ta ngước mắt lên nhìn cô đột nhiên gọi tên cô bạn lộc manh xuyên qua màn mưa minh thù cảnh giác nhìn cậu ta trên người cô không có đồ ăn vặt đâu mà định cướp giọng nói nam sinh trong trẻo nhẹ nhàng Sao trễ như vậy rồi cậu còn ở đây? Mộng Du, Minh Thù thuận miệng bịa chuyện. Nam Sinh, Mộng Du mà có thể Mộng Du đến dãy phòng học cũ này à? Nam Sinh duỗi tay chỉnh chỉnh cổ áo, nhẹ nhàng buông một câu, "Về sớm đi." Nam Sinh nhanh chóng lướt qua người Minh Thù, cũng không có ý dừng lại. Minh Thù nhìn bóng lưng của cậu ta biến mất trong màn mưa, đưa tay lau mặt, "Bị điên à?" Lúc này trường học đã đóng cửa, Minh Thù chỉ có thể tìm một chỗ nhảy ra tường bao quanh của trường hơi cao, Minh Thủ trèo một lúc lâu mới leo lên được, cô ngồi trên bức tường hứng mưa nghỉ ngơi một chút. Mệt chết đi được, không có đồ ăn bổ sung thể lực, có thể chấm sẽ phải bỏ mạng nơi này. Minh Thủ ngây ngang ngồi trên tường, sau khi mắt đã thích ứng với ánh sáng mập mờ ban đêm, cô dường như thấy một người đang đứng sau một thân cây dưới chân cô. Minh Thủ di chuyển cơ thể, điều chỉnh tầm nhìn, một lúc sau cô nằm úp trên tường nhìn về phía bên kia, gọi, này, cậu kia, cậu đi theo tôi làm gì? buổi tối bám đuôi một nữ sinh xinh đẹp, định làm cái gì? Người đứng sau thân cây thấy bị phát hiện, từ từ đi tới, chính là cậu bạn lúc nãy. Nam sinh đi tới bên tường, ngửa đầu nhìn minh thù nằm sấp trên tường, mở miệng, cổng trường đóng rồi. Bốn chữ đó giải thích lý do vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, bởi vì hắn cũng muốn trèo tường ra ngoài. Tiếng mưa rơi xào sạc át đi các âm thanh khác, không khí có chút yên lặng. Một lát sau, minh thù lên tiếng phá vỡ im lặng, cậu có đồ ăn không? Hả? Cậu bạn bị câu hỏi đó làm cho kinh ngạc. Đồ ăn ấy. Minh thủ lặp lại. Không. Cậu ta là một đứa con trai, trên người có cái gì để ăn cơ chứ? Minh thủ ngồi thẳng người, mặc kệ cái tên bám đuôi không có đồ ăn vật này, nhảy xuống dưới đất. Bên ngoài là một ngõ nhỏ tối đen như mực, ngay cả một trụ đèn đường cũng không có. Nam sinh cũng từ bên trong nhảy ra, cậu ta nhìn Minh thủ thở dốc, chân trừ mở miệng, lộc manh, cậu có cần tôi đưa về không? mặc dù biết đối phương không nhìn thấy nhưng minh thủ vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn giọng mang theo ý cười lễ phép từ chối không cần cảm ơn vậy cậu đi đường cẩn thận có thể là nam sinh xuất phát từ sự quan tâm với bạn cùng lớp dù sao trong giọng nói của cậu ta cũng không có ý gì đặc biệt nam sinh đi về phía ngõ nhỏ cậu ta vừa rời đi minh thủ liền tựa vào tường nghỉ ngơi trong chốc lát cũng chuẩn bị rời đi nhấc chân lên cô cảm giác đạp phải vật gì đó minh thủ khom lưng xuống nhặt vật rơi trên đất lên ầm ầm trên trời xuất hiện một vệt sáng, vừa lúc để Minh Thủ thấy rõ đồ vật trong tay. Là thẻ học sinh, phía trên dán ảnh nam sinh khuôn mặt gọn gàng thanh khiết giống như thiếu niên bước ra từ truyện tranh. Không ăn được thì có ích gì chứ? Ngay cả tên Minh Thù cũng không thèm xem, ném xuống, theo hướng ngõ nhỏ đi vào bóng tối. Minh Thù dầm mưa cả đêm, ngày hôm sau bị cảm nặng, lúc cô đến trường cả người đều trong trạng thái mê man choáng váng. Manh manh, cậu làm sao vậy? Minh Thù ngồi vào chỗ của nguyên chủ, nữ sinh tóc ngắn bên cạnh lại gần, sao mặt đỏ như vậy? Nữ sinh tóc ngắn đưa tay sở chán minh thù, liền kêu một tiếng, ôi, manh manh, cậu nóng quá. Ừ, chỉ là sốt một chút thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Minh thù gạt tay của nữ sinh tóc ngắn, lộ ra nụ cười mỉm trên gương mặt tái nhợt, không sao, ăn cái gì đó là khỏe ngay thôi. Cậu sốt rồi đó, ăn cái gì mà ăn, phải uống thuốc. Nữ sinh tóc ngắn sốt ruột, cậu bị sốt đến ngu người rồi hả? Thật là, tớ dẫn cậu đến phòng y tế, nữ sinh tóc ngắn không nói gì liền lôi minh thủ ra ngoài. Kim Vũ Kỳ và một nam sinh vừa lúc đi vào phòng học, hai bên cứ thế người nọ tránh người kia đứng ở cửa phòng học. Kim Vũ Kỳ quan sát trên dưới minh thủ, cực kỳ ân cần hỏi, lộc manh bạn làm sao vậy? Minh thủ nhướng mày, ánh mắt đảo qua người đối diện tốc độ cực nhanh, ngay cả dừng lại cũng không dừng. Quét xong liền rũ mắt xuống, trên mặt mặc dù vẫn là nụ cười thân thiện, nhưng cô hoàn toàn không thèm để ý đến họ. Tránh ra, nữ sinh tóc ngắn kéo minh thủ đi, dường như rất ghét Kim Vũ Kỳ, trong lời nói cũng tỏ ra vô cùng chán ghét. Kim Vũ Kỳ vốn là nữ phụ, gia thế nhan sắc nói chung đều không có chỗ chê, có thể được gọi là tiểu thư nhà giàu xinh xắn. Trên mặt cô ta lộ ra vẻ lo lắng, nhìn về nam sinh bên cạnh, A à Phong, mình thấy Lộc Manh có vẻ không khỏe, hay là cậu đưa cậu ấy đến phòng y tế đi. Cậu bạn kia còn chưa lên tiếng, nữ sinh tóc ngắn đã tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng lên, Kim Vũ Kỳ, cậu đừng có quá đáng nam sinh này chính là trúc mã của nguyên chủ thượng quan phong diệp miểu miểu tớ chỉ muốn a phong đưa lộc manh đến phòng y tế có gì là quá đáng chứ kim vũ kỳ nói như bản thân rất vô tội các học sinh khác trong lớp đều bị âm thanh ở cửa phòng làm chú ý mọi người đều nhìn ra phía cửa cậu biết rõ là nữ sinh tóc ngắn tức đến run người nhưng lúc này có người nhìn diệp miểu miểu chỉ có thể nuốt những lời này về kim vũ kỳ biết rõ lộc manh thích quan phong còn ở trước mặt manh manh tỏ ra mình là bạn gái của cậu ta không phải là muốn chọc giận manh manh sao thượng quan phong bị kim vũ kỳ dối gạt lúc này cũng đã không còn cảm tình gì với lộc manh nghe thấy đề nghị của kim vũ kỳ cậu ta không nói tiếng nào kéo kim vũ kỳ đi thẳng vào trong a à phong đưa lộc manh đến phòng y tế đi mà giọng nói kim vũ kỳ dịu dàng bộ dạng lo lắng dù sao thì cô ấy cũng lớn lên từ nhỏ với cậu không thể mặc kệ được không cần các người lo nữ sinh tóc ngắn mắng một tiếng, nói rất nhỏ, đa số mọi người không nghe thấy, nhưng thượng quan phong nghe rất rõ ràng. Sắc mặt cậu ta liền trầm xuống, cậu mắng ai? Mắng người nào, người đó tự hiểu. Nữ sinh tóc ngắn cũng không sợ hãi, ngừng đầu chống lại thượng quan phong. Thượng quan phong, cậu là một tên cặn bã. Lục thủy, cậu nói chuyện với mấy con thú ấy chúng nghe không hiểu đâu, đừng lãng phí thời gian. Đi thôi. Minh thù cười cười. Diệp Miểu nhiều bất ngờ nhìn Minh Thù, Lời này chính là do Lộc Manh thích Thượng Quan Phong đến dối tinh rối mù nói ra sao? Hôm nay bạn ấy chưa tỉnh ngủ hả? Thượng Quan Phong vốn đang bị Diệp Miểu Miểu làm cho tức giận lúc này Minh Thù bồi thêm một câu, bùng lên lửa giận, "Lộc Manh, cậu lặp lại lần nữa coi." Minh Thù lúc nào cũng cười, khuôn mặt vô hại, ai z, bây giờ đến cả tiếng người cũng nghe không hiểu. Nếu không muốn làm người, vậy cũng không cần cố gắng học làm người đâu. Chương 26, Đồng Minh học sinh cá biệt, 3. Lộc Manh, sao cậu lại mắng người khác? Kim Vũ Kỳ cao mày dường như rất bất mãn với hành vi của Minh Thủ, nhưng cô ta cố nén tức giận, không muốn tình huống này làm mất đi hình tượng cao quý nhã nhặn. Kim Vũ Kỳ âm thầm quan sát Minh Thủ, trực giác của phụ nữ cho cô ta biết, người con gái trước mặt này so với trước đây rất khác biệt. Trước đây nếu thấy mình và A Phong ở chung một chỗ, cô sẽ sớm không chịu được, người như sắp ngã. Nhưng ngày hôm nay thái độ thờ ơ như vậy, rất khả nghi. Hơn nữa đêm qua bị giam ở dãy phòng cũ, cô ta cũng chỉ bị cảm mắng cô sao bởi vì phát sốt mặt minh thủ cũng đỏ ửng, gương mặt của cô vốn đáng yêu đến cặp lông mày cũng biết cười đáng yêu đến nỗi làm người ta muốn veo má mắng người là không đúng kim vũ kỳ đè nén nghi ngờ trong lòng trên mặt lộ ra oan ức tớ thấy cơ thể cậu khó chịu có lòng tốt muốn để a phong đưa cậu đến phòng y tế cậu không biết phải trái cũng không sao nhưng còn mắng người khác lộc manh cha mẹ của cậu lẽ nào không dạy cậu sao biểu tình kim vũ kỳ rất hợp tình hợp lý giống như là vô tình nói ra sẽ không làm người khác nghĩ là cô ta cố ý vô tình làm cho người khác đứng về phía cô ta minh thủ khẽ cười thanh âm mềm mại vang lên cô muốn nói tôi là người không có giáo dục kim vũ kỳ không ngờ minh thủ sẽ gọn gàng dứt khoát nói ra sắc mặt biến đổi tay để bên người nắm chặt vạt áo cô ta hít sâu một hơi giải thích tớ không có ý này lộc manh cậu không cần hiểu sai ý của tớ vũ kỳ em đừng nói gì với cô ta nữa cô ta chỉ biết cố tình gây sự sinh sự không đâu. Lộc manh, cô mau xin lỗi Vũ Kỳ, chuyện này coi như bỏ qua. Thượng quan phong kéo kim Vũ Kỳ về phía mình, mặt lạnh nhìn chằm chằm minh thù. Không thể không nói, thượng quan phong rất đẹp trai, nếu không cũng sẽ không bị kim Vũ Kỳ để mắt đến, tìm cách chiếm đoạt. Xin lỗi, tôi không xin lỗi cầm thú. Xin lỗi cái con khỉ, Kim Vũ Kỳ cố ý ra vẻ trước mặt cô, nếu không làm tăng giá trị thù hận, quả thực phải xin lỗi bản thân. Lộc manh, những gì cô đã được dạy dỗ đâu hết rồi, khuôn mặt thượng quan phong thất vọng. Trước kia lộc manh không như thế, sao lại có thể biến thành như thế này, thiếu chút nữa minh Thủ cười ra tiếng, tại sao thượng quan phong lại lộ ra cái vẻ mặt thất vọng này, nếu như không phải trước khi gặp kim vũ kỳ. Thượng quan phong cứ mập mờ không rõ với nguyên chủ, nguyên chủ sẽ lún sâu sao. Diệp Miểu Miểu nói không sai, thượng quan phong chính là một tên cạn bã. Cho cho ăn rồi. Minh thủ hơi nghiêng đầu, hỏi quan phong, ăn ngon không? Thượng quan phong khó nén giận, nghiến răng nghiến lợi, cô thật sự không xin lỗi, đừng cho là tôi không dám làm gì cô. Hắn đã nói rất rõ ràng với cô, từ trước đến nay vẫn xem cô là em gái, hắn cho là cô hiểu chuyện, không nghĩ tới lại trở thành như thế này. Nữ sinh đáng yêu năm đó, sao lại trở thành như thế này? Thực sự làm hắn quá thất vọng. Tôi không xin lỗi đấy, rồi sao, cậu dám đánh tôi? Đến đây, đánh đi. Minh thủ hướng khuôn mặt nhỏ nhắn, đang cười tủm tỉm về phía thượng quan phong. Thượng quan phong thực sự vì giận mà mất đi lý trí, giơ tay định đánh Minh Thù, ý cười trong mắt Minh Thù càng đậm. Thượng Quan Phong nhìn đôi mắt kia của cô, chẳng biết tại sao trong lòng sợ hãi, muốn thu tay, nhưng lúc này, hắn đã không dừng lại được, đành tát Minh Thù thật. Manh manh, Diệp Miểu Miểu hét một tiếng thật to. Mọi người còn chưa thấy rõ, Thượng Quan Phong đã nằm dài trên đất, bàn học bên cạnh ngã xuống, không biết bữa sáng của người nào, toàn bộ rơi trên người Thượng Quan Phong. Trong phòng học yên lặng đến kỳ lạ, trong không khí nồng nặc mùi thịt bò kho trong không khí cực kỳ quái dị minh thù tự nhiên thu lại tư thế vung tay mỉm cười vỗ vỗ tay giống như trên tay dính thứ gì bẩn thỉu lắm cô không lộ ra biểu cảm ghét bỏ nhưng mà hành động của cô so với sự ghét bỏ biểu cảm trên gương mặt càng làm cho người khác cảm nhận rõ ràng đói bụng quá chẫm không còn sức lực đánh người diệp miểu miểu trời đất tổn thọ luôn rồi mới qua một buổi tối manh manh nhà mình đã xảy ra chuyện gì vậy vậy mà dám ra tay đánh quan phong con mẹ nó thật không khoa học mọi người khó khăn nuốt một ngụm nước bọt ngay cả thở mạnh cũng không dám sáng sớm hôm nay đã được xem phim thật là ngoài dự kiến rồi a à phong kim vũ kỳ hoàn hồn đầu tiên chạy đến bên cạnh thượng quan phong đang thê thảm đỡ lấy hắn cậu không sao chứ lộc manh cô điên rồi sao sao lại đột nhiên đánh người thượng quan phong bị ngã có hơi choáng đau đớn trên người làm sắc mặt hắn khó coi dùng rằng đứng lên ánh mắt nhìn minh thủ như nhìn kẻ thù minh thủ liếc kim vũ kỳ đánh là đánh không phục thì cô thay hắn đánh lại đi. Chấm đánh hắn thì làm sao? Nếu không phải không có sức lực, ngay cả cô ta cũng đánh một cái, mua một tặng một, kéo giá trị thù hận cho đủ cặp luôn. Kim Vũ Kỳ trần trừ, nụ cười trên mặt hơi khó coi, mình là thiên kim tiểu thư, đánh nhau thì làm sao lấy chồng. Minh Thù cười lạnh, ánh mắt đảo qua gương mặt âm u của Thượng Quan Phong, đi, lục thủy, đi ăn gì đi, đói quá. Diệp Miểu Miểu nghe Minh Thù gọi mình, từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn Minh Thù đi ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo, "Manh Manh, ăn cái gì chứ, cậu bị bệnh, phải uống thuốc đó." Manh Manh nhà mình nhất định là bệnh đến lú lẫn rồi. Nhưng mà không hiểu sao cảm thấy thoải mái thế nhỉ? Thượng Quan Phong đối xử như vậy với Manh Manh, đáng đời. Minh Thù vốn định đi ăn gì đó, nhưng lại bị Diệp Miểu Miểu kéo đến phòng y tế kẹp nhiệt độ, làm cho bác sĩ bị dọa giật mình, sốt cao như thế, sao còn đi học? "Minh Thù, cơ thể này thật yếu đuối." bác sĩ chuyển dịch cho minh thù diệp miểu miểu xin nghỉ cho cô bác sĩ bận rộn một hồi trong chốc lát phòng y tế chỉ còn lại một mình cô minh thù nhàm chán nằm ở trên giường có lẽ là trong nước chuyển dịch có chất gây mê cô có hơi buồn ngủ cảm nặng làm cô thấy thân thể cực kỳ nặng nhọc lúc ngủ cảm giác có cái gì đó đè nặng giống như thở không nổi bên tai có âm thanh rất nhỏ vang lên minh thù ý thức mơ hồ trong nháy mắt liền tỉnh lại cô hé mắt nhìn sang bên trái một nam sinh mặc đồng phục đang đứng trước tủ thuốc của bác sĩ, tìm kiếm. Minh Thủ lắc lắc đầu còn đang mơ màng, chống tay ngồi dậy, "Này." Người nam sinh kia quay đầu lại, gương mặt đẹp trai thu vào trong mắt Minh Thủ, như minh tinh trên màn ảnh, phát sáng. Còn có vài phần quen thuộc, hình như gặp qua ở đâu rồi. "Ừ, đúng rồi, là cái thẻ học sinh không thể ăn đêm qua." Chính là người nam sinh này. Nam sinh như không có chuyện gì xảy ra quay đầu lại, cầm hai cái chai bỏ vào trong ba lô của hắn đóng cửa tủ lại bước từng bước dài về phía minh thù chống tay lên mép giường kề sát người minh thù hắn hạ người xuống hơi thở xa lạ bao phủ xung quanh minh thù lộc manh vừa nãy cậu thấy gì rồi trộm đồ nam sinh trao môi nhất thời gương mặt đó vô cùng tà khí lộc manh cậu chắc chắn chứ minh thù quay sang cười với hắn sau đó xê dịch thân thể nháy mắt hỏi cậu có đồ ăn không khóe miệng nam sinh co quắp một chút lần thứ hai không có Nam sinh đứng dậy, ôm lấy ba lô, thái độ cao ngạo liếc nhìn minh thủ. Chuyện vừa rồi, lộc manh, nếu cậu dám nói cho người khác biết. Ánh mắt hắn sâu xa nhìn minh thủ, đạp bệ cửa sổ bên cạnh nhảy ra, biến mất khỏi tầm mắt minh thủ. Minh thủ, không có đồ ăn ôm cái gì mà ôm. Trường 27, đồng minh học sinh cá biệt 4. Sau khi nam sinh rời đi, cuối cùng minh thủ cũng động não, nghĩ xem nam sinh này là thứ quái gì. Hình như hắn quen biết nguyên chủ, nhưng nguyên chủ cũng không nhận ra người này, Nguyên chủ là học sinh giỏi, người nam sinh lúc nãy nhìn là biết học sinh cá biệt, đại khái không cùng một thế giới với nguyên chủ, học chung một trường, dù cho chưa từng thấy, cũng không có gì kỳ lạ. Quên đi, đi ăn trước. Minh thủ phát sốt, đương nhiên phải nghỉ ngơi mấy ngày mới khỏi. Trong thời gian này, chuyện Minh thủ đánh thượng quan phong, có thể nói là náo loạn cả trường ai cũng biết. Cái gì tam giác tình yêu, cái gì hoành đao đoạt ái? Những học sinh thích buôn chuyện này, não tự nghĩ ra kịch bản mấy triệu chữ yêu hận tình thù. Minh Thủ cũng không thể không bái phục Kim Vũ Kỳ, có thể vừa có hành động mờ ám với rất nhiều nam sinh, lại vừa không để người khác phát ra tin tức không tốt. Cao Thủ, Minh Thủ khỏi bệnh đến trường, vừa vào cổng trường đã bị mọi người chỉ trỏ, còn có vài nam sinh dáng vẻ lưu manh huyết xáo với cô. Thực sự là không biết xấu hổ, tuổi còn nhỏ lại dùng loại thủ đoạn này để quyến rũ người khác, thật may thượng quan lúc trước đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, bằng không cô ta có thể thực hiện thành công âm mưu rồi trước đây nhìn không ra cô ta lại là người như thế, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không biết xấu hổ. Ghê tởm. Minh Thủ cắn bánh bao, nhìn người khác chỉ chỉ trò trò mình, hơi nghi hoặc. Thỉnh thoảng nghe được vài câu, cô lấy ra di động của nguyên chủ, tìm được trang chủ trang web của trường, đăng nhập vào. Thật sốc. Mặt trái của học bá không muốn ai biết. Tiêu đề rất hấp dẫn người xem, phía dưới bổ sung thêm bức ảnh nguyên chủ ngồi trong lớp học làm bài tập. Một bên mặt rất dễ thương, bên kia có chút ánh sáng lóe lên, chắc là chụp lén. Ảnh chụp cho thấy, bài đăng nói nhân vật chính là ai? Lợi hại, chậm vậy mà có thể lên đầu đề. Sau khi Minh Thủ nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, liếm liếm ngón tay, mở bài đăng kia ra đọc. Người đăng bài là ACC mới đăng ký, tự xưng là học sinh lớp nào đó, không có nói gì vô nghĩa, trực tiếp chỉ trích. Minh Thủ lướt trang thứ nhất, hiện ra chính là ảnh ở tiêu đề trong lớp làm bài tập trang thứ hai cũng không có gì bất thường là nguyên chủ đi ngang qua hành lang tiếp tục lướt xuống phong cách đột nhiên thay đổi khung cảnh hẳn là một quán bar nào đó xa hoa trụy lạc một nữ sinh bị người lôi kéo nhìn từ góc độ của ảnh chụp giống như là bị cưỡng hôn đôi mắt mình thủ sáng lên trong đầu hiện lên khung cảnh của tấm ảnh này đây cũng là chuyện của một tháng trước nguyên chủ phát hiện thượng quan phong và kim vũ kỳ vào quán bar liền theo đuôi đi vào quán bar ánh sáng lờ mờ nguyên chủ vừa đi vào đã mất dấu họ Quán ba thác loạn, Nguyên chủ bị mấy tên côn đồ chặn đường, Nguyên chủ sợ hãi, lúc sau dường như xảy ra ẩu đả, nhưng cụ thể như thế nào thì Nguyên chủ không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ lúc mình tỉnh táo lại, nằm trên ghế bên ngoài trường học. Xung quanh không có ai, cô cũng không nhớ rõ tại sao mình đến đây, cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Ảnh chụp phía dưới, góc độ của camera cũng cực kỳ mập mờ. Dưới ánh sáng mờ ảo, thần sắc trên mặt Nguyên chủ không rõ, nhìn qua chính là Nguyên chủ cùng người trong hình đang làm gì đó phía dưới bình luận đủ loại, Minh Thù tò mò nhìn xuống. Hải tiên sinh, thật sự không ngờ, học bá phóng khoáng như vậy, bọn người. Phàm các người không thể so sánh được. Quỷ điện báo, ta đã nói bộ dạng trong sáng của lộc manh là giả vờ, vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt. Cây xoài cây xoài, không thể nào. Ở trường, học bá chính là trò ngoan. Sao có thể làm ra loại chuyện này, ảnh chụp này không chừng là bị ai hãm hại. Màu lam tình yêu, trò ngoan cái gì, khẳng định là cô ta giả bộ, nhưng mà cô ta ngụy trang tốt thật chúng ta cũng không phát hiện bị cô ta lừa lâu như vậy còn tưởng rằng thật sự là học sinh ngoan đây mới là biết người biết mặt không biết lòng đáng sợ những bình luận này tính ra còn tương đối nhẹ nhàng phía dưới cũng không ít người chỉ trích những lời khói coi manh manh diệp miểu miểu đột nhiên xuất hiện từ phía sau ôm vai minh thù khỏi chưa còn khó chịu ở đâu không ừ minh thù cất điện thoại di động theo thói quen cong môi mỉm cười cậu ăn sáng chưa chưa ăn Diệp Miểu Miểu lắc đầu. Tớ mời cậu ăn sáng. Mới ăn bánh bao xong, Minh Thủ tiếp tục mời Diệp Miểu Miểu ăn sáng, đôi mắt lòe lòe chiếu sáng. Khuôn mặt cô mang theo ý cười, giọng nói dịu dàng ôn nhu, Diệp Miểu Miểu dường như cảm thấy trên người cô mang theo ánh sáng thuần khiết có thể chữa lành tâm trạng, tình cảm cực kỳ ấm áp. Diệp Miểu Miểu nhìn đến ngẩn người, một lúc sau mới ho khan một tiếng, "Được, thật may, gần đây kinh tế eo hẹp, vốn còn muốn nhịn đói vài ngày, ha ha, ăn trực manh manh vài bữa sáng vậy." chờ tới lúc bố tớ cho tiền tiêu vặt, tớ mời cậu ăn lại nha. Diệp Miểu Miểu cũng không phải là người có tính ngại ngùng óng ẹo, vô cùng sảng khoái đồng ý. đi thôi. bữa sáng, trẫm tới đây. dường như Diệp Miểu Miểu còn không biết chuyện trên diễn đàn. trên đường đi đến nhà ăn, gặp người chỉ trỏ Minh Thù, cô ấy nóng nảy tóm một người lại hỏi, mới biết chuyện trên diễn đàn. Diệp Miểu Miểu đưa điện thoại di động đến trước mặt Minh Thù, tức giận bừng bừng, còn dùng acc mới đăng bài, vừa nhìn là biết trột dạ tốt nhất đừng để tớ biết là ai làm, bằng không tớ tuyệt đối không tha cho hắn, quá đáng, dám viết bài đăng nói xấu cậu. Những người này đúng là ăn no rừng mỡ, chỉ bằng tấm ảnh chụp mà dám nói lung tung. Tức chết mà. Manh manh, cậu đừng lo lắng, tớ sẽ nhờ bạn gỡ bài đăng này xuống. Diệp Miểu Miểu vừa nói vừa cầm điện thoại lên, gõ bùm bùm một trận. Cháo sắp nguội. Minh Thủ đẩy tô cháo ở trước mặt Diệp Miểu Miểu, nguội rồi sẽ ăn không ngon đâu. Manh manh, Diệp Miểu Miểu chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, cậu không tức giận sao? Bọn họ dám nói xấu cậu như vậy, phía trên mắng có bao nhiêu khó nghe, Diệp Miểu Miểu không dám nhìn. Thật không biết vì sao thân là học sinh, có thể mắng ra những lời khó nghe như vậy. Minh Thủ cúi đầu ăn hết cháo, rút khăn tay ra lau miệng, ánh mắt nhìn đến Diệp Miểu Miểu vừa lo lắng, vừa nghi hoặc, nhẹ giọng nói, "Chịu đựng khó khăn sẽ nhận được vinh quang." Dường như manh manh không giống trước kia, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt rồi? nên không thích thượng quan phong tính cách cũng thay đổi hay là bị kích thích tâm tư diệp miểu miểu xoay vòng vòng cuối cùng cẩn thận hỏi manh manh tớ hỏi cậu cậu và thượng quan phong tớ muốn hỏi cậu còn ừm thích cậu ta không ánh mắt minh thù hơi đổi khẽ cười tớ còn chưa muốn yêu đương khác giống loài đâu diệp miểu miểu tại sao lúc này manh manh có thể nói chuyện thú vị như vậy lộc manh sao cậu có thể làm ra chuyện này đột nhiên thượng quan phong xông vào đầy lửa giận, lớn tiếng chất vấn, cậu còn có rụt rè và tự trọng của một cô gái không? Học sinh ăn cơm trong căn tin vì thượng quan phong đột nhiên xuất hiện, lại lớn tiếng chất vấn như vậy, đều nhìn sang bên này, ánh mắt nhìn Minh thu ít nhiều có chút khinh thường. Minh Thủ chống cằm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thượng quan phong làm trò, giống như đang phẫn nộ vì bắt quả tang bạn gái mình làm bậy ở bên ngoài. Giờ chạy đến chỗ mình biểu diễn thiểu năng trí tuệ. Bang! Âm thanh thanh thúy vang vọng khắp nhà ăn, Minh thủ đập bàn đứng dậy, thượng quan, xin hỏi, cậu đang dùng thân phận gì để chất vấn tôi? Cậu là ba tôi hay là mẹ tôi? Hoành đao đoạt ái, cầm ngang đao đoạt ái tình, là chỉ người thứ ba vô duyên nhảy vào cướp đoạt tình yêu của người khác. Học bá, là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Trường 28, đồng minh học sinh cá biệt, 5. Thượng quan phong bị hỏi như vậy. Hắn và cô không phải là bạn bè, cũng không phải là người yêu, hắn có tư cách gì có quyền gì đến chất vấn cô nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp trong lòng hắn lại thấy tức giận lộc manh tuy rằng tớ không thích cậu nhưng tớ vẫn xem cậu như em gái sao cậu có thể làm ra chuyện như vậy đúng tuy rằng bọn họ không phải là bạn bè gì nhưng là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn hắn xem như là anh trai cô thượng quan phong xác định vị trí của mình liền tỏ vẻ hùng hồn chính trực lúc trước cậu cố tình gây sự cậu không hiểu chuyện tớ cũng không tính toán với cậu nhưng cậu xem mình làm ra chuyện gì đi hơn nửa đêm lêu lỏng trong quán bar cùng người khác cậu có còn biết xấu hổ hay không ôi thì ra nguyên chủ lêu lỏng ở quán bar hơn nửa đêm có liên quan gì đến cậu mẹ nó cậu tự cho mình là thần tiên à mặt mũi lớn nhỉ tôi không dám nhận cậu đừng có nhận tôi làm em gái sợ làm cậu tức chết đó xem nguyên chủ như em gái vậy sao trước kia lại mập mờ với nguyên chủ trong tình huống này lại chạy tới chất vấn cô trước mặt bàn dân thiên hạ còn thẳng thường nói cô không biết xấu hổ cũng không cảm thấy thượng quan phong xem nguyên chủ là em gái ở chỗ nào nếu trẫm có một người anh như thế chôn xuống đất luôn cho rồi lộc manh tớ quá thất vọng về cậu thượng quan phong thất vọng cúi đầu hắn vốn tưởng rằng cô sẽ giải thích cho mình về chuyện vừa xảy ra nhưng cô lại ra vẻ điếc không sợ súng minh thù lắc lắc cổ tay hỏi nói xong chưa thượng quan phong theo bản năng lui về phía sau cậu muốn làm gì nữ sinh đối diện cười khanh khách trả lời ăn sáng xong vận động một chút lần thứ hai bị minh thủ đánh làm thượng quan phong xác định lộc manh hiện tại đã không phải là lộc manh hắn biết trước kia có thể lộc manh bị điên rồi sao lại đánh nhau thầy chủ nhiệm cầm giáo án nghiêm mặt hỏi sáng sớm đánh nhau trong căn tin đối tượng đánh nhau còn là một học bá nổi danh trong trường chủ nhiệm em không đánh nhau minh thủ đưa tay phản bác thầy tận mắt nhìn thấy em còn nói dối dầm một tiếng thầy chủ nhiệm đập bàn tức giận ngùn ngụt, lộc manh, thầy vẫn cho em là học sinh ngoan. Đó là thầy nghĩ thế thôi. Minh thủ ho một cái, cười nhạt, chủ nhiệm, thực sự em không đánh nhau. Thầy chủ nhiệm tức đến cơ mặt run run, vậy em nói xem, em ở đó làm gì? Đánh người. Chấm đơn phương ẩu đà, sao có thể nói thành đánh nhau, tổn hại uy danh của chấm, phải sửa lại. Đánh nhau và đánh người có cái gì khác nhau? Thầy chủ nhiệm lớn giọng giống lên, tức chết mà. Em đánh người còn mồm mép, còn cười hả, cười cái gì mà cười cười cũng phạm pháp, cứ gửi đấy. Cuối cùng, Minh Thủ và Thượng Quan Phong bị thầy giáo đang nổi điên, phạt quét sân thể dục một tuần, bên cạnh đó còn phải viết bản kiểm điểm. Minh Thủ và Thượng Quan Phong đi từ phòng giáo vụ ra, Thượng Quan Phong ôm mặt, thanh âm nặng nề, hài lòng chưa? Lộc manh, mặc kệ cậu làm cái gì, tôi cũng sẽ không thích cậu, chết tâm đi. Thật may, tôi cũng không thích cậu. Chấm đâu có thích đồ con trai xấu tính, còn kém xa đồ ăn vặt của chấm. Thượng Quan Phong cho rằng Minh Thù mạnh miệng, trước đây hắn còn nghi ngờ sao cô lại thay đổi nhiều đến vậy bây giờ mới hiểu rõ cô làm như vậy không phải là muốn hắn chú ý tới sao minh thủ nhẹ nhàng lướt qua người thượng quan phong diệp miểu miểu tìm bạn gỡ bài đăng kia xuống nhưng rất nhiều người đã thấy hơn nữa nhờ hành động của thượng quan phong ở nhà ăn chuyện này được truyền khắp trường minh thủ nhân vật chính trong câu chuyện này đi học dường như không có chuyện gì xảy ra đối mặt với chỉ trò của người khác cô còn có thể mỉm cười đáp lại rõ ràng nụ cười tỏa nắng kia rất ôn hòa nhưng không biết tại sao trong lòng họ lại thấy sợ hãi không dám bàn tán trước mặt cô manh manh cậu nghĩ việc này ai làm lúc thầy giáo xoay người ghi chép lên bảng diệp miểu miểu hạ giọng hỏi minh thù cô ấy luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái còn có ảnh chụp nhưng minh thù ngậm miệng không đề cập đến chuyện này mình còn có thể làm sao thực sự là hoàng đế không vội thái giám đã gấp ngoại trừ kim vũ kỳ thì còn có thể là ai sáng hôm nay thượng quan phong chạy tới chất vấn cô rất rõ ràng không phải là chủ mưu, ngoại trừ thượng quan phong cũng chỉ có kim vũ kỳ, kim vũ kỳ, âm điệu của diệp nhiều nhiều nhất thời thay đổi, manh manh, làm sao cậu biết? minh thủ quay sang diệp nhiều nhiều, mỉm cười, cậu đoán xem? trẫm chỉ đoán, làm sao trẫm biết là như thế nào chứ? buổi chiều tan học, minh thủ phải đi quét sân thể dục, diệp nhiều nhiều muốn đi giúp nhưng bị minh thủ cự tuyệt, diệp nhiều nhiều chậm rãi rời đi. sân thể dục rất lớn, minh thủ căn bản không có ý định quét dọn cô đi qua sân thể dục đến một chỗ khác, bên cạnh có một khu rừng nhỏ. Mỗi ngày tan học Kim Vũ Kỳ sẽ hẹn hò cùng một nam chính ở chỗ này. Minh Thù định đi xem bọn họ thế nào, có cơ hội cũng có thể phá hư buổi hẹn hò của bọn họ, nâng giá trị thù hận. Ký chủ, cô có thể trói Kim Vũ Kỳ lại, nhốt cô ta vào cái phòng mà cô bị nhốt lúc trước. Việc thu được giá trị thù hận hoàn toàn không khó, mặt khác cũng có thể xả giận cho nguyên chủ. Minh Thù Hai hòa hiệu lại đang xúi dục chấm. Chấm đã nói là không muốn bị xúi dục rồi ngươi không thấy có lỗi với tên của ngươi sao? Lương tâm của ngươi sẽ không cắn rứt hả? Đôi mắt mình thủ đảo đảo, cậu cung cấp cho tôi đạo cụ gì sao? Tôi có thể trông chừng cho cô. Minh thủ ghét bỏ, có ích gì, cầm miệng lại đi. Hệ thống tồi, ngoại trừ suối dục cô, rốt cuộc còn có gì xài được. Minh thủ đi qua rừng cây nhỏ, trong rừng có một hồ nước nhỏ, nước trong hồ trong vắt, có thể thấy được bèo rong dưới đáy hồ. Có vài con cá bơi qua bơi lại, tạo ra vài con sóng lăn tăn, minh thủ thấy hai người ngồi bên hồ nữ sinh nghiêng đầu thần sắc nhu hòa tâm sự cùng nam sinh bên cạnh nam sinh kia cầm bút đang vẽ cái gì đó vị nam chính này không thể nói chuyện thích vẽ thường xuyên đến đây cho nên mỗi khi tan học kim vũ kỳ đều đến nơi này nói chuyện với tên đó dần dần khiến gã mở trái tim thích kim vũ kỳ minh thủ ngồi xổm sau hàng cây hơi ảo não suy nghĩ về lời đề nghị của hài hòa hiệu nếu cô trói kim vũ kỳ lại tống qua bên kia chắc tiêu hao không ít sức lực, ăn bao nhiêu mới có thể bù lại. Lộc manh, cậu ở đây nhìn cái gì? Bên cạnh minh thủ đột nhiên có một bóng người ngồi xuống, âm thanh quen thuộc vang lên. Minh thủ quay đầu, nhìn ánh mắt tò mò của nam sinh, nam sinh không mặc đồng phục, chỉ mặc áo thun, mặt trước in hình đầu lâu, nhìn qua có chút dữ tợn. Tại sao lại là cậu? Vô tình gặp một lần là trùng hợp, vô tình gặp hai lần là duyên phận, gặp ba lần, cậu có mục đích gì? Coi trọng tài hoa của trẫm hay là gương mặt đẹp của trẫm? hay là muốn mưu hại trẫm lấy đồ ăn vặt của trẫm nam sinh tựa vào thân cây bên cạnh cười như không cười nhìn minh thù bạn lộc manh hình như rất tự tin do trời sinh chính là tự tin đó không phục thì nhào vô nam sinh chưa từng thấy ai tự tin như người này nam sinh ngồi xổm xuống cậu xem cái gì ở đây minh thù dịch sang một bên cậu có mục đích gì chương 29, đồng minh học sinh cá biệt 6. nam sinh thuận thế ngồi dưới đất tôi còn tưởng bạn lộc manh không biết đề phòng là gì Bất kể là lần gặp mặt đầu tiên, hay là lần gặp mặt thứ hai, cô đều có dáng vẻ vô hại, duy chỉ có lần này, ở cô thấy được một thứ. Nhưng không rõ ràng, bị cô che giấu dưới nụ cười, không quan sát tỉ mỉ tuyệt đối không phát hiện được. Chó ngoan không cắn người. Minh thù cười khẽ, thứ này trên người biến mất không còn dấu vết, làm người ta cảm thấy vô cùng ôn hòa. Minh thù lấy ra một bịch chả giò, mở ra bắt đầu ăn. Nam sinh quan sát cô, nghiêng người về phía Minh thù, lộc manh đang nói bản thân sẽ cắn người sao khoảng cách của hai người được rút ngắn, Minh Thủ theo bản năng ôm chặt trả giò, đến gần như vậy làm gì, muốn cướp đồ ăn của chấm sao. Nam sinh phì cười, cô gái này sao lại giống mèo con bảo vệ thức ăn vậy nhỉ? Minh Thủ dịch sang một bên, tôi với cậu rất quen thuộc sao? Nhiều lần gặp nhau thành bạn bè, bây giờ chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi. Bạn bè? Ai muốn làm bạn bè với cậu, cậu cho mình là thần tiên à? Minh Thủ né ra chỗ xa hơn, ý tứ ghét bỏ rõ mồn một, chẫm không muốn cùng người không rõ lai lịch làm bạn bè. Nam sinh cũng không giận, nhắc nhở một tiếng, lộc manh, cậu xem người đi rồi. Minh thù nhìn sang bên hồ, quả nhiên kim vũ kỳ đã đi, chỉ còn nam sinh kia. Minh thù ôm cuốn trà đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo kim vũ kỳ vào rừng cây. Nam sinh đứng tại chỗ đợi một lúc, nhìn người nam sinh bên hồ kia, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười kỳ lạ. Khi lần thứ hai tìm được Minh thù, chính là khi cô đang ngồi xổm bên cạnh kim vũ kỳ đã ngất đi, ăn trà giò. Nghe được tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn lên, cậu chơi đủ chưa âm hồn không tan lộc manh giết người nam sinh dừng chân nhìn chằm chằm kim vũ kỳ nằm trên mặt đất cậu nhìn tôi có giống người mang tội giết người không minh thù dùng cuốn trà chỉ chỉ bản thân sau đó bỏ vào miệng nhai mấy miếng rôm rốp nam sinh buồn cười hất cằm về phía kim vũ kỳ lộc manh đang chuẩn bị làm gì đó tôi chuẩn bị làm cái gì có liên quan gì đến cậu sao sao người này phiền phức vậy giờ tôi cũng xem như là nhân chứng lộc manh không sợ tôi báo cảnh sát sao ừm trẫm không giết người muốn báo thì báo đi cùng lắm là trẫm ẩu đà bạn học bị tạm giam vài ngày ra ngoài trẫm lại là hảo hán sợ cái rắm nam sinh phản ứng này hình như sai sai cô ấy không phải nên thương lượng điều kiện các kiểu với mình sao vì sao bình tĩnh như vậy lại ăn lần đầu tiên nam sinh thấy đau đầu người này dường như không chỉ thú vị còn có chút khó chơi lộc manh cậu có thù gì với cô ta à nam sinh thử tới gần minh thù nữ sinh bên kia chỉ liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, tôi với cô ta mà không kết thù, vậy chẳng lẽ giờ cùng cô ta ăn tiệc hả? Người này thực sự phiền chết, lại bíp bíp nữa chấm sẽ trói chung hai người luôn. Rõ ràng là âm thanh rất dịu dàng, nhưng nam sinh lại nghe ra ý tứ châm chọc. Lộc manh, thực ra tôi cũng có thể giúp cô. Tự nhiên lại ân cần như vậy. Không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp, cậu có mục đích gì? Mẹ nó, người này nhất định không có ý tốt nhất định là muốn hại chết trẫm rồi kế thừa đồ ăn vặt của trẫm nam sinh cười nhẹ thanh âm trong khu rừng u tịch truyền ra lộc manh tôi không có mục đích gì chẳng qua là cảm thấy chơi cùng cậu rất vui muốn giúp cậu một tay ừ lộc manh hẳn là rất cần giúp đỡ nhỉ chơi thật vui wtf trẫm là để cho ngươi chơi vui sao bệnh thần kinh cậu có đi hay không minh thù đưa cuốn trà chỉ vào nam sinh một giây sau liền bỏ cuốn trà vào miệng dùng tay chỉ nam sinh cậu không đi tôi báo cảnh sát làm chỉ hoãn việc quan trọng của trẫm phiền chết nam sinh đầu đầy sương mù cô báo cảnh sát cái gì trong ánh mắt nghi ngờ của nam sinh minh thù lấy di động của kim vũ kỳ nhanh chóng bấm bấm mỉm cười với nam sinh alo tôi muốn báo án có người muốn hành hung tôi tôi ở nam sinh nhanh chóng cướp điện thoại trong tay minh thù đang chuẩn bị cúp máy lại phát hiện căn bản không hề gọi trong không khí tiếng gió xào xạc chân thon dài xẹt qua đá về phía hạ thân nam sinh, tốc độ mau đến nỗi nam sinh không phản ứng kịp, một cước trúng đích. Theo bản năng, nam sinh che nơi nào đó, trên gương mặt đẹp trai hiện ra vẻ thống khổ không che giấu được, hắn cắn răng, lộc manh, cậu không đi đóng phim thật là đáng tiếc. Cô thật ra chỉ muốn dụ dỗ hắn qua đó, mà hắn hoàn toàn không hoài nghi. Lần sau còn dám cản trở tôi, kết quả không chỉ là như vậy đâu. Mình thủ khom lưng, nhìn vào mắt nam sinh, cười, tôi mặc kệ cậu có mục đích gì, nhưng mà tốt nhất đừng làm tôi tức giận, tôi tức giận, rất đáng sợ đó. Náo nhiệt một chút cô cảm thấy không có cái gì là không tốt, cũng không sợ âm mưu quỷ kế gì, càng náo nhiệt cô càng thích. Thế nhưng khi cô làm việc, có người ở bên cạnh càn rỡ bíp bíp, bị đánh là nhẹ rồi. Minh thù cầm lại di động của kim vũ kỳ, còn muốn đạp nam sinh một cước, lại bị nam sinh bắt được mắt cá chân. Trên chán nam sinh toát một lớp mồ hôi, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo, lộc manh, đừng quá đáng quá. Minh thù dùng sức rút chân về lôi kim vũ kỳ rời đi. Lúc này cho thêm chút âm nhạc, sẽ không ai hoài nghi đây là đang đóng phim kinh dị. Nam sinh nhìn bóng lưng minh thủ, khóe miệng không nhịn được mà co quắp. Hắn biết lộc manh, trước đây không phải là dáng vẻ này mà là học bá. Cô gái ngoan ngoãn, chưa từng tranh chấp gì với ai. Nhưng mà cô gái này quả thực chính là một diễn viên. Trước đây không chừng đều là cô ấy giả vờ, bị trì hoãn trong rừng cây một lúc. Sắc trời dần dần tối, Minh Thù lôi Kim Vũ Kỳ đến dãy phòng bỏ hoang, dọc đường không gặp học sinh nào cô ném kim vũ kỳ vào một gian phòng tìm thứ gì đó khóa cửa lại cô không vội rời đi mà là dựa vào cửa sổ bên ngoài ăn gì đó sắc trời dần dần tối đen bên trong cũng có tiếng động đầu tiên là kim vũ kỳ than đau bị kéo lê trên mặt đất thời gian dài như vậy không đau mới là lạ tiếp theo là tiếng bàn ghế kêu kéo kẹt kim vũ kỳ nhớ lúc đó mình rời khỏi rừng cây nhưng có người từ phía sau đánh ngất mình tiếp theo cái gì cũng không biết đến khi tỉnh dậy đã ở chỗ này Nơi này là chỗ nào mình rất rõ ràng, dãy phòng bỏ hoang. Lần trước là mình lừa lộc manh đến chỗ này, nhưng sao mình ở đây? Là ai? Ai đem mình đến đây? Kim Vũ Kỳ duỗi tay sờ sờ trên người, tìm điện thoại di động, tìm tới tìm lui. Điện thoại di động đâu? Không thấy. Kim Vũ Kỳ chống tay lên bàn, quan sát xung quanh. Ngoài cửa sổ rất tối, chỉ có thể thấy hình ảnh bàn ghế lộn xộn trong phòng. Cửa bị khóa, cô ta kéo một lúc lâu cũng không mở được. Cô ta nhìn sang cửa sổ, phát hiện bên kia dường như có bóng người. Ai ở bên ngoài? Kim Vũ Kỳ la một tiếng, người vọt tới bên cửa, thông qua thủy tinh nhìn ra bên ngoài. Tại sao muốn bắt cóc tôi? Cậu là ai? Người bên ngoài thong thả xoay lưng, màn hình điện thoại di động chiếu sáng mặt cô, xuất hiện gương mặt tái nhợt. A! À, Kim Vũ Kỳ bị dọa ngã nhào trên mặt đất, nhưng cô ta nhanh chóng thấy rõ người bên ngoài, trong ánh mắt lóe lên phẫn nộ, lộc manh. Cậu làm gì? Thả tôi ra ngoài! chương 30, đồng minh học sinh cá biệt, 7. Minh Thù mở pin điện thoại di động chiếu vào bên trong. Đột nhiên có ánh đèn khiến Kim Vũ Kỳ không kịp thích ứng, lấy tay che mắt lại. Cô ta sửa soạn đứng lên, bất chấp hình tượng, lộc manh, rốt cục cô muốn làm gì, mau thả tôi ra. Thả cô ra ngoài. Minh Thù cười cười, như thế thì không được, tôi phí bao công sức mới nhốt được cô vào đây đấy. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Kim Vũ Kỳ bổ nhào về phía cửa sổ, ánh sáng di động chiếu rõ khuôn mặt vạn vẹo dữ tợn của cô ta cô làm như vậy là trái pháp luật lộc manh cô mau thả tôi ra ngoài tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác ô minh thù tỏ vẻ kinh ngạc cô còn biết làm như vậy là trái pháp luật đáy lòng kim vũ kỳ hơi sao động dự cảm xấu xuất hiện trong thâm tâm tầm mắt kim vũ kỳ chuyển động quanh căn phòng lúc trước cô ta lừa lộc manh tới đây là dùng danh nghĩa thượng quan phong cô ta chưa từng xuất hiện hẳn là lộc manh không biết mình làm nhưng bây giờ lộc manh nhốt cô ta ở đây chứng tỏ cô ấy đã biết rồi không được kim vũ kỳ nắm chặt lấy thanh sắt cửa sổ hốc mắt đỏ cả lên nghẹn ngào nói lộc manh mình biết cậu không thích mình cho rằng mình đã đoạt a phong nhưng tình cảm này không thể miễn cưỡng a phong không thích cậu cho dù hai người đến với nhau cũng sẽ không hạnh phúc lợi hại còn diễn tốt hơn cả cô nữa kìa có liên quan gì tới tôi chứ thượng quan phong thích ai chả liên quan gì đến cô cả Minh thủ gõ gõ song sắt, cô tốt nhất là ngoan ngoãn ở bên trong đi, chưa biết chừng lại có bạn trai nào đó đến cứu cô. Minh thủ chuẩn bị rời đi khiến Kim Vũ Kỳ nóng nảy hô to một tiếng. Lộc manh, vì dùng hết sức, nên âm thanh của cô ta giữa khu phòng học trống trải nghe như quỷ gọi. Minh thủ quay đầu lại, cầm di động chiếu vào mặt mình. Sao? Kim Vũ Kỳ, vừa mới kêu một tiếng mà Minh thủ đã đứng lại rồi, chuyện này không hề giống trong tiểu thuyết chút nào kim vũ kỳ nghẹn mất vài giây rồi nắm chặt lấy xong cửa cắn răng nói lộc manh cô nhốt tôi ở đây nếu a phong biết cô cảm thấy cậu ấy có thể thích cô sao vậy chắc tôi phải giết cậu mới đúng kim vũ kỳ chuyện này có liên quan gì sao sao cô nghe mà không hiểu gì hết tiếc là hôm nay ăn không no không có sức lực minh thủ có chút phiền muộn thân thể yếu ớt vô dụng kim vũ kỳ lộc manh thế mà muốn giết mình kim vũ kỳ bị câu nói này dọa sợ đột nhiên buông song sắt lui vào bên trong nhìn bóng người bên ngoài giống như nhìn thấy quỷ cô gái này thật là lộc manh sao lộc manh mau thả tôi ra kim vũ kỳ thấy lộc manh rời đi thì lại liều mạng vỗ song sắt lộc manh mau thả tôi ra cho tôi về nhưng mà bất kể cô ta gào thét thế nào người bên ngoài cũng không đáp lại một câu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt kim vũ kỳ lộc manh cô ta cũng dám như vậy đối với cô đúng rồi bên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng đen, thanh âm của minh thủ vang lên lần nữa. A! À, Kim Vũ Kỳ sợ tới mức hét lên một tiếng, trái tim hoảng sợ, lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Người dọa người, dọa chết người. Lộc manh, rốt cuộc cô muốn thế nào? Kim Vũ Kỳ tức muốn hộc máu, tức giận giống lên. Tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề, đừng kích động, bình tĩnh. Âm thanh của minh thủ trong trẻo, có y chấn an. Nhưng lúc này chuyển đến tai Kim Vũ Kỳ chỉ toàn ý diễu cợt cô ta ở bên ngoài cười cợt mình, mà có muốn mình bình tĩnh. Ai có thể bình tĩnh được? Bài đăng trên diễn đàn chắc là do cô đăng nhỉ. Bài viết nào? Tôi không hiểu cô nói gì cả. Kim Vũ Kỳ. Nhanh chóng phủ nhận. Lộc manh, cô mau thả tôi ra ngoài. Nếu không tôi mà ra được nhất định sẽ không tha cho cô. Giọng của Kim Vũ Kỳ mang chút uy hiếp. Cô nói cứ như kiểu, tôi thả cô ra thì cô sẽ tha cho tôi ấy. Minh Thủ cười khẽ, Kim Vũ Kỳ, cậu cho tôi là kẻ ngốc đây à? Định coi cô là đứa trẻ lên ba dễ lừa đấy à? Lộc manh, dù cho cô có làm gì, A Phong cũng sẽ không thích cô. Người hắn thích sẽ luôn là tôi. Lộc manh quan tâm nhất chính là Thượng Quan Phong. Dù cô ta có thay đổi tính tình, thì cũng không thể nói không thích là không thích. Chắc chắn cô ta đang giả vờ. Minh Thủ Tùng Tìm, Kim Vũ Kỳ, lần sau đăng bài nhớ chú ý một chút. Thứ nhất, ảnh chụp mờ ảo như vậy, tôi hoàn toàn có thể phủ nhận đó là tôi. Thứ hai văn vẻ không đủ trao chút mượt mà, không khiến người khác ấn tượng chút nào. Cô mà làm paparazzi hẳn là chết đói đến nơi rồi. Thứ ba, hất nước bẩn thì nhớ, đừng có dùng di động của chính mình. Minh thủ lắc lắc điện thoại trước mặt Kim Vũ Kỳ, rõ ràng đó là di động của cô ta, trên đó là ACC mà cô ta chưa kịp thoát ra. Khuôn mặt Kim Vũ Kỳ có chút khó coi, cô ta giơ tay muốn cướp lại di động, nhưng Minh thủ nào có thể cho cô ta vừa ý. Là tôi làm thì sao? kim vũ kỳ cười lạnh một tiếng nếu không phải cô ở quán bar thì sao tôi chụp được việc này cô cũng đã làm hiện tại còn không thừa nhận tôi chẳng qua chỉ đem sự thật nói ra sao cô lại bảo tôi hát nước bẩn kim vũ kỳ ghé sát vào song sắt giọng nói có chút ác ý lộc manh cô cũng chẳng phải thứ tốt gì giả vờ trong sáng thuần khiết trong tâm chẳng phải cũng dơ bẩn đấy thôi minh thù tắt điện thoại rồi ném đi khuôn mặt mỉa mai chỉ những người có nội tâm dơ bẩn mới cảm thấy người khác cũng dơ bẩn Kim Vũ Kỳ, tôi khuyên cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý, may ra có thể chữa được bệnh. Nếu đã xé rách ra mặt, lại không có người ngoài ở đây, Kim Vũ Kỳ cũng ngại đóng kịch. Lộc manh, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tới đi, mau đánh tôi đi này. Minh Thủ Giang hai tay khiêu khích, nhưng mà, cô phải ra ngoài trước mới được. Nếu không hay là, bạn Kim Vũ Kỳ thử nhảy lầu xem. Nơi này là tầng 5, cô nhảy xuống cũng chỉ thiếu tay thiếu chân thôi, không chết được. Thiếu tay chân còn không nghiêm trọng, thì cái gì mới gọi là nghiêm trọng? kim vũ kỳ tức đến hộc máu nhưng cô ta kìm nén tức giận trong lòng không thể chọc giận lộc manh giờ cô ta đang ở thế yếu nếu thật sự chọc giận người này không chừng cô ta sẽ giết mình như vậy mất nhiều hơn được chờ cô ta ra ngoài nhất định sẽ tìm biện pháp dạy dỗ lộc manh cô cũng không tin mình nắm giữ cốt truyện trong tay mà còn không đấu lại được lộc manh kim vũ kỳ im lặng minh thủ hừ lạnh một tiếng rồi nhấc chân rời đi có chút đói bụng phải đi ăn cái gì đấy mới được Minh Thù đi cầu thang bộ xuống dưới, chỗ này không có đèn, nhờ ánh đèn bên ngoài cô chỉ có thể lờ mờ thấy bậc cầu thang, xuống đến tầng 3, một bàn tay từ trong bóng đêm túm lấy cô lôi đi. Phía sau lưng là mặt tường lạnh lẽo, phía trước thì bị một thân thể ấm áp dán sát vào. Minh Thù theo bản năng muốn phản kích. "Đừng nhúc nhích, là tôi." "Sao lại là cậu?" "Thật là phiền." Dây dừa mãi thôi, suỵt. Nam sinh vươn ngón tay ra đè ở trên môi Minh Thù, thân hình càng nhích lại gần cô hơn.